Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng tài khoản Little Fox Chinese miễn phí 100% từ A đến Z đúng không? Và chắc chắn video này là một cái video hữu ích cho những bạn nào đang tìm hiểu và đang muốn giúp con của mình yêu mến tiếng Trung, hoặc với những bạn mà đang đi với tiếng Trung nhưng mà thiếu tài liệu, thiếu học liệu cho con của mình để tiếp cận. Thì mời các bạn vào phần đầu tiên. Đó chính là cách tạo tài khoản miễn phí 100% đúng không? Thì ở trên màn hình giao diện chính cô đã mở ở đây thì chúng ta vào website littlefox.com đúng không? Đây là phần Chinese. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện chính của nó có phần sign up. Phần website cô sẽ đính kèm link ở phía dưới video, các bạn có thể lấy dễ dàng đúng không? Click vào đó. Ok, phần sign up chúng ta click vào đó. Khi mà click vào rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện nó chuyển sang như này. Đây là các cái điều khoản của họ đúng không? Thì chúng ta click vào đây đồng ý hết đi. Bắt đầu chúng ta. Ok. Ok, agree. Đồng ý đúng không? Phần màn hình giao diện hiện ra đây thì chúng ta sẽ đánh tên email của chúng ta. Email của cô nhé. Password. Password là do mình đặt thôi. Ví dụ như giao diện lên đánh lại nên là ví dụ như là nên bạn lấy tên gì là do bạn thôi đúng không? Có thể đặt tên con của mình để mỗi khi mà con đăng nhập vào thì con thích thú hơn vì đó là tài khoản của con, và khi con học đến đâu thì nó sẽ được tích vào đấy đấy. Khi chúng ta điền đầy đủ thông tin rồi, click vào cái phần sign up. Đó. Bắt viết liền đó. Ok, vậy là cô đã tạo xong cái tài khoản miễn phí dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Và bắt đầu hiện ra cái phần màn hình Start Learning. Click vào đây. Đó. Bây giờ đây là một tài khoản hoàn toàn mới nhá. Một login. Vậy chỉ cần có một email là bạn có thể tạo được tài khoản Little Fox Chinese miễn phí 100% đúng không? Trong này học được gì? Học luôn được cả phát âm nhá. Thì ở đây mình click vào cái phần Stories để các bạn nhìn này. Đầu tiên nó hiện ra là toàn bộ cái câu chuyện đúng không? Khi mà chúng ta click vào cái phần câu chuyện này mà yêu thích chẳng hạn, đó. Phần nào mà chúng ta muốn mình tập trung vào học ở đó thì mình click vào phần yêu thích thì nó sẽ hiện lên trên đầu. Bạn nhìn thấy không? Ví dụ đến cái học cái level số 2 rồi chẳng hạn. Đó, đây là bộ của level số 2. Thì mình click vào đây và cái ngôi sao đó, nó sẽ nhảy lên cái phần yêu thích. Đó. Thì mỗi lần mà mình vào thì tìm sẽ nhanh hơn, không cần phải kéo xuống đi tìm một cái danh sách nữa, nhìn luôn ở trên này nó hiện ra rồi đúng không? Chức năng này khá là hay, và khi mà học xong rồi bạn có thể tháo xuống, bỏ nó đi, không còn yêu thích nữa. Học xong rồi không yêu thích nữa. Thì ví dụ như ở khai thác nhá, ở cái level số 1 mình thử mở nhá. Để level số 1 nó bắt đầu từ đâu? Toàn bộ này. Đến khi mà các bạn nhìn thấy cái phần single stories ở level số 2. Trước đó là toàn bộ là level số 1. Ở ví dụ đây. Hết cái level số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần level số 3. Sắp xếp rất là trật tự nên là chúng ta dễ dàng phân biệt được trình độ.
hết level số 3 và đến level số 4. Và nó khá là hay, bởi vì đến cái level đó, mình mở cho các bạn xem một phần nhá. Ở cái phần level số 3. Hoàn toàn là bằng chữ Hán luôn nhá, không có pinyin nữa nhá. Hana 的相册。好，我的名字是，在我开始之前，请允许我介绍一下我的。Trên màn hình hiện ra hoàn toàn là chữ Hán. Đấy là cái điều đặc biệt. Thế nên là bạn nào học kỹ từ cái level số 1, số 2 và thì khi mà lên level số 3 á, mới có thể dễ dàng học được hơn. Nên là lưu ý. Thì nhà mình là khai thác triệt để ở cái level số 1 và level số 2. Từ cái level số 3 trở đi là thường là dành cho bạn ý tham khảo là chính, và lúc này mình quay trở lại mình ôn kỹ về chữ Hán và giúp con học chữ Hán. Thì hiện tại là bạn sau 3 năm thì khả năng đọc chữ Hán của con khá là ổn, và mình có thể cho các bạn xem cái video mà con đang đọc sách chữ Hán tại cái thời điểm ngày hôm nay nhé. Thời điểm ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 11 tháng 10. Chưa? 楚国人看着这个小盒子，觉得不够精美。他又在盒子外面镶嵌了耀眼的石，这才满意的把珍珠放到盒子里。我最喜欢和主人身上的味道了，就像是木鹅和树上的梨子的味道，但是这里有好多好多不同的味道，我怎么感觉我的鼻子有点不灵了呢？我的主人，不管走到哪，他的一个小小的嗓，皮蛋。哪怕是不下雨的。Okay. Để quay trở lại cái level số 1 để bạn nhìn thấy này, level số 1 và level số 2 nó cũng tương tự. Đây, click vào cái phần video bạn nhìn một mình nhá. Khải Ly 老师的课堂一，你好。老师好。好。你好，你好。Cái phần chức năng ở phía dưới này, cái phần ô vuông này, hình chữ chữ này, nó sẽ hiện ra sắp cho chúng ta dễ theo, và nó có phần pinyin để dễ dễ luyện tập. Khi mà chúng ta mới học bắt đầu từ phiên âm, nhìn pinyin và giúp con của mình nhận diện chữ Hán dần. Đấy là phần video. Sau khi video học xong ở trên cái website này thì có được cái gì? Khai thác phần quiz đúng không? Để giúp tránh cho cái việc mà học theo một cái dạng là học hát thì nhớ bài nhưng mà lại không hiểu được nội dung của bài. Đấy là học vẹt. Thì mình tránh cái điều đó thì chúng ta cho con của mình có thể làm những cái bài tập và review lại để giúp cho con của mình hiểu皮nội dung.特，Đó. Ví dụ nhé. Đó, chọn sai, đúng không?沙莉，Chọn đúng nhá.老师，Chọn đúng nhá. Nó chọn đúng nó sẽ hiện dấu o.明宇，你好。Ví dụ là ni hao là giơ tay đúng không? Nhưng mà mình gõ này sai đúng không? Sai thì click để làm câu đúng. Good. Và cuối bài sẽ hiện ra được là bao nhiêu câu đúng và bao nhiêu câu sai, và chúng ta có thể làm lại nhiều lần để ghi nhớ. Đúng không? Để nhớ bài hơn, để ôn luyện lại tốt hơn. Mà chơi theo cái hình thức này á, cái việc nhớ bài nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, theo kiểu là mình áp lực học thuộc. Mình áp lực học thuộc nhiều quá thì cái giai đoạn đầu này rất dễ bỏ cuộc. Ok, đến cái phần thứ hai các bạn nhìn này. Đây là phần từ mới.
nó rất là ổn nếu như mà bạn nào đã biết tiếng Anh rồi á, thì song song việc học tiếng Anh các bạn nhìn thấy luôn được là gì? Giải nghĩa, đúng không? Hỗ trợ cho việc chúng ta mới học ngôn ngữ thì chúng ta dễ dàng học hơn. Và nếu mà chúng ta là phụ huynh, chúng ta tìm đường cho con học thì chúng ta cũng dễ dàng giúp con của mình hơn, đúng không? Tiếp đến là đến phần text. Phần text này là khá là hay. Nó giúp cho nhìn được phần pinyin, chữ Hán. Phần này mình có tải xuống rồi và tạo thành list thì mình có thể chia sẻ ở phía dưới. Các bạn cũng không cần phải download từng bài một, mất thời gian, đúng không? Đó, đây là file nghe này, các bạn click vào tải xuống. Nếu bạn nào thích cái bộ nào mà bạn muốn tải xuống vào đây, đúng không? Phần phần giống như máy in ấy thì là cái gì? Là cái phần file sách, và mình cũng tải khá là nhiều xuống để cho con của mình học. Thì bạn có muốn lấy thì cũng có thể sử dụng luôn cái link ở bên phía dưới. Hoặc là mình khuyến khích là đi mua. Vì mua thì người ta đóng và in rất là đẹp, con rất là thích. Trong quá trình mà học online như này và chọn xem bộ nào mà con của mình thực sự thích thì mình có thể đặt mua, đúng không? Link đặt mua thì cũng có ở dưới video, các bạn có thể tham khảo. Đến phần game này thì game này sẽ kích thích cho mình chơi trong vui vẻ hơn và học nó không áp lực, đúng không? Đó. Đến sang cái phần chức năng thứ hai là songs thì các bạn nhìn thấy này. Phần songs này nó khá là hay bởi vì ví dụ nhá, như cái bài mà Miss Kelly's Class Song á, là nó bám theo cái nội dung của cuốn sách Miss Kelly's Class, đúng không? Thì chúng ta có thể khai thác ở đây, được chưa? Song song quá trình mà đọc sách, nghe bài hát và làm game, học từ mới, từ vựng khá là hay cho chúng ta mới bắt đầu. Đó, mình cũng đi từ đây, bắt đầu từ đây, miễn phí từ đây, đúng không? Và rất là hữu ích khi mà chúng ta mới tiếp cận với tìm hiểu một chương trình nào đó mà chúng ta đi từ miễn phí đi thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, và chúng ta cũng đôi khi là trong quá trình mà chúng ta cho con học cảm thấy là con của mình đang chán thì chúng ta có thêm nhiều chương trình ở trong tay á, thì chúng ta cũng có thể chọn lựa được những cái chương trình mà nó phù hợp với level của con của hiện tại. Nhưng mà luyện theo nhiều nhiều phương pháp, nhiều cái cách, nhiều cái học liệu khác nhau thì khiến con của mình nó ôn đi ôn lại, học đi học lại theo nhiều hình thức khác nhau thì việc học đó nó sẽ không còn nhàm chán nữa. Nếu như học tiếng Trung mà chỉ đi theo Alaska thôi đó, thì rất là chán và học không sử dụng được nhiều. Nhưng mà nếu như song song học Alaska nhưng học thông qua phim, học thông qua sách, học thông qua hát thì đương nhiên là một bạn đó sẽ sử dụng được nhiều hơn chứ, đúng không? Đó. Hy vọng là video này hữu ích và giúp cho các bạn tiếp cận với tiếng Trung một cách dễ dàng và có thể đang tiếp cận, đang học rồi thì có thể duy trì tốt hơn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hy vọng nó hữu ích và đừng quên subscribe video của mình nhé.